chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh đạo sĩ tử thông lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành tấn tài tấn lộc tấn bình an quý vị thân mến trong chương trình ngày hôm nay tử thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những ngày tốt trong tháng 8 âm lịch để chúng ta tiến hành công việc đổ mái đổ trần à, cho mọi việc nó được thuận buồm xuôi gió quý vị nhé à, quý vị thân mến cái việc đổ trần ấy tức là chọn cái thời gian để mà đổ trần đổ mái nó cực kỳ quan trọng. Đây là cái thời gian mà gì nó sẽ giúp cho cái căn nhà nó nạp được những cái nguồn khí tốt, nhạp, nạp được những cái nguồn năng lượng tốt. Từ đó nó sẽ giúp cho cái ngôi nhà của chúng ta được vượng khí hơn, mang lại cái may mắn cho những người ở trong gia đình cũng như là mang lại cái cái may mắn cho cái việc xây dựng nó được thuận buồm xuôi gió. Và cái việc xem ngày tốt để đổ mái, đổ trần, cất nóc hay là lập mái là một cái việc vô cùng là quan trọng mà bất cứ cái công trình xây dựng nào cũng không thể bỏ qua được. Bởi vậy, nó chính là cái yếu tố mang lại cái sự thuận lợi và an toàn cho cái việc xây dựng. Do đó, để quá trình xây dựng nhà cửa nó được an toàn, may mắn, thuận tiện, thì cái việc xem ngày tốt đổ mái cũng như là gì nạp cái vượng khí cho ngôi nhà là cái việc vô cùng cần thiết quý vị nhé. À, thưa quý vị. À, và chúng ta đã biết ý, cái tháng 8 âm lịch nó là tháng Quý Dậu, tháng 8 là tháng Quý Dậu, nó sẽ gồm có hai tiết là tiết Bạch Lộ và tiết Thu phân, đúng không ạ? À tiết Bạch Lộ nó khởi từ ngày mùng 7 tháng 9, đúng ạ. Từ ngày mùng 7 tháng 9 dương lịch. Đây là cái cột dương lịch nhé còn đây là âm lịch này, chúng ta xem theo lịch âm này. Và tiết Thu phân thì nó khởi từ ngày 22 tháng 9, 22 tháng 9 nó sẽ rơi vào ngày rơi vào ngày 20 là ngày kỳ Sửu, đó. Và cái tháng Tháng 8 lịch nó là tháng đủ nhé, có 30 ngày nhé Ngày mùng 1 là ngày cái ngọ và ngày 30 là ngày kỷ hợi Nó khởi nguồn từ ngày mùng 3 tháng 9 dương lịch đến ngày mùng 2 tháng 10 Mùng 2 tháng 10 dương lịch à, Đầu tiên bao giờ cũng vậy, để chọn ra những ngày lành tháng tốt Thì chúng ta cũng cần phải loại bỏ những ngày xấu cần tránh trước Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông sẽ sử dụng cái quyển sách là ngày tốt toàn thư Để mà tìm kiếm ra cho quý vị những cái ngày lành tháng tốt Giúp cho mọi việc nó được thuận buồm xuôi gió, hanh thông và giúp cho gia chủ gặp nhiều cái may mắn. Và trong cái quyển sách ngày tốt tuần thư ấy, chúng ta có có 34 tiêu chí nhá, 34 tiêu chí để chọn ra một ngày tốt. 34 tiêu chí để chọn ra một ngày tốt mà tiến hành công việc là là đổ mái. Vậy nên quý vị cứ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình mà không bị phụ thuộc vào bất kỳ ai cũng như là để được tư vấn hoàn toàn miễn phí về những cái ngày tốt để tiến hành công việc đổ mái quý vị nhé học tuổi hợp mạnh nữa à, ngày số đầu tiên mà chúng ta cần phải loại bỏ đó chính là ngày sát chủ ngày sát chủ nó sẽ bao gồm có hai ngày trong cái tháng 8 âm lịch đó là ngày sửu và ngày thìn ngày sử thì nó là bao gồm những ngày sau này ngày xửu là à, có ngày mùng 8 là ngày Đinh Sửu này là ngày sát chủ đầu tiên này thứ hai là ngày 20 là ngày kỷ Sửu nó cũng là ngày sát chủ tiếp theo đến ngày Thìn ngày Thìn chúng ta có ngày 11 là ngày canh Thìn nó cũng là ngày sát chủ và ngày 20, 11 và ngày 23 là ngày Nhâm Thìn cũng là ngày sát chủ Tiếp đến ngày một ngày nữa mà cũng cần phải kiêng kỵ trong cái việc chọn ra những cái ngày ngày đổ mái, ấy, đổ trần, ấy, đổ trần đổ mái thì nó chính là ngày gì? Ngày sát chủ mùa. Ngày sát chủ mùa thì nó rơi vào những ngày mùi nhá. Đây này, ngày này phạm sát chủ mùa này. Nó gồm ngày mùng 2 là ngày tân mùi này. Ngày 14 là ngày quý mùi này, nó cũng phạm vào sát chủ mùa. Và ngày 26 nó là ngày ất mùi. Nó là sát chủ mùa. Tiếp theo, một cái ngày nữa là ngày thiên địa chuyển sát. Thiên địa chuyển sát nó sẽ rơi vào ngày tân dậu và ngày quý dậu. Ngày tân dậu và ngày quý dậu thì ngày quý dậu nó là ngày mùa, mùng 4 nhá, nó là ngày thiên địa chuyển sát, chúng ta cũng sẽ không dùng trong cái việc đổ mái. Một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải kiêng đó chính là ngày thụ tử. Ngày thụ tử bao gồm những ngày là ngày mùi đúng không ạ? Ngày mùi thì nó cũng giống như ngày sát chủ mùa, bao gồm cái ngày là gì? mùng 2 tân mùi, 14 là quý mùi và ngày 26 là ngày ất mùi. Một cái ngày nữa mà quý vị cũng cần phải xem xét thật kỹ, đó là ngày dương công. Ngày dương công thì kỵ động thổ các thứ rồi, nó rơi vào ngày 27 nhé. 27 là ngày bính, bính thân. À, tiếp đến ngày xấu thứ năm mà chúng ta cần loại bỏ, đó chính là ngày tam nương. Ngày tam nương bao gồm những ngày sau này. Ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22 và 27 thì ngày mùng 3 nó rơi vào ngày nhâm thân, Ngày mùng 7 nó là ngày Bính Tý, ngày 13 nó là ngày Nhâm Ngọ, ngày 18 nó là ngày Đinh Hợi, ngày 22 là ngày Tân Mão và cuối cùng là ngày 27 nó là ngày Bính Thân. Đó. Tiếp đến, ngày số thứ bảy mà quý vị cần phải kiêng đó chính là ngày Nguyệt Kỵ. Ngày Nguyệt Kỵ chúng ta sẽ có 3 ngày mùng 5, 14, 23. Ngày mùng 5 nó là ngày Giáp Tuất. Ngày 14 nó là ngày quý mùi và ngày 23 thì nó là ngày nhâm thìn. À, tiếp theo, à, những ngày sau đây thì quý vị cũng cần phải lưu ý nếu mà có nhiều cắt tinh thì quý vị chọn được, còn không thì quý vị cũng bỏ qua nhé. À, chúng ta cần phải loại bỏ một ngày nữa, đó chính là ngày nguyệt phá. Ngày nguyệt phá thì không đổ máy được nhé, nó là ngày mão đúng không ạ, mão dậu là tương xung mà. Thì chúng ta có những ngày sau này, mùng 10 là ngày kỷ mão này và ngày 22 là ngày tân mão, đó, đó là những ngày nguyệt phá. À, tiếp theo chúng ta cũng để ý đến những cái ngày trực kiến nhé. Ngày trực kiến thì nó là những ngày dậu. Ngày dậu chúng ta có những ngày sau này. Mùng 4 là quý dậu này. 16 là ất dậu này. Và ngày 28 là ngày đinh dậu. À, tiếp đến là ngày trực bình thì nó sẽ rơi vào những ngày tí. Ngày tí thì bao gồm những ngày này. Mùng 7 là bính tí này. 19 là ngày mậu tí này. Đó. À, tiếp theo là đến ngày trực thâu nó là ngày ngọ Ngày ngọ thì nó sẽ bao gồm ngày mùng 1 là ngày canh ngọ Ngày 13 thì nó sẽ rơi vào ngày nhâm ngọ Và ngày 25 25 nó rơi vào ngày giáp ngọ đó Tiếp đến ngày trực bế nó là ngày thân Ngày thân có những ngày Có những ngày sau này Mùng 3 là ngày nhâm thân đó. 15 là ngày giáp thân Và ngày 27 là ngày bính thân Một ngày nữa mà quý vị cũng cần phải Lưu ý đó là ngày kiếp sát Kiếp sát trong cái tháng 8 Nó là những ngày ngày dần Ngày dần thì chúng ta có những ngày sau này Mùng 9 là ngày mậu dần này Mùng 9 là ngày mậu dần 21 là ngày canh dần 21 là canh dần Đó Tiếp đến ngày tai sát Nó là ngày mão Tai sát đó là ngày mão Ngày mão thì trùng với ngày nguyệt phá à, Nó bao gồm có ngày mùng 10 Ngày kỷ mão này và ngày 22 là ngày Tân Mão. Đến ngày Nguyệt Sát, nó là ngày Thìn. Ngày Thìn chúng ta sẽ bao gồm những cái ngày sau này. Ngày Thìn là ngày 11 là ngày Canh Thìn. Và ngày 23, nó là ngày Nhâm Thìn, trùng với ngày Nguyệt Kỵ. Tiếp theo là đến cái ngày Nguyệt Hình. Nguyệt Hình thì nó cũng rơi vào những ngày rộng bao gồm ngày mùng 4 quý dậu này, mùng 4, 16 là ất dậu và ngày 28 là ngày đinh dậu. À, ngày nguyệt yểm thì nó là những ngày mão trùng với ngày nguyệt phá, chúng ta bỏ qua rồi nhé. À, đến ngày thiên sứ thì nó là ngày ngọ, ngày ngọ thì bao gồm những ngày là mùng 1 canh ngọ này, à, 13 nhâm ngọ và ngày 25 là ngày giáp ngọ. Tiếp theo đến ngày đại thời, nó là ngày thìn thì trùng với ngày sát chủ. À, ngày tứ phế nó là ngày canh thìn thì cũng trùng với sát chủ rồi ngày ngũ mộ nó là ngày tân sửu tân sửu thì trong tháng này có đinh này kỷ tân không có ngày tân sửu à, tiếp đến đến ngày thiên hỏa ngày thiên hỏa là những ngày rậu như vậy là gì cái ngày thiên hỏa hoặc là ngày hỏa thì nó sẽ là cái ngày mà hỏa nó vượng nó khi mà làm vào những cái ngày này thì người ta quan niệm nó sẽ xảy dễ xảy ra những cái chuyện hỏa hoạn sấm sét trộm cắp vân vân đâm ra là người ta cũng kiêng nhá như vậy là cái này phải kiêng một mực đỏ đúng không ạ thì nó bao gồm là ngày ngày dậu này ngày dậu ngày mùng, mùng 4 này ngày 16 này và ngày 28 là chúng ta sẽ không dùng nhé vì ngày thiên hỏa à, tiếp đến là những ngày ngọ ngày ngọ thì người ta cũng kiêng vì là gì ngày này hỏa rất là vượng mùng 1 13 và ngày 25 đó đó là những cái ngày mà chúng ta cần phải kiêng kỵ để chọn ra cho mình những cái ngày lành tháng tốt. Và sau khi đã loại bỏ những cái ngày xấu cần tránh đi rồi, chúng ta sẽ sử dụng tiếp tục quyển sách ngày tốt toàn thư để chọn ra cho mình những cái ngày lành tháng tốt để tiến hành công việc đổ mái, đổ trần. Ngày tốt đầu tiên ấy thì nó chính là ngày thiên nguyện. Đó. Ngày thiên nguyện nó là ngày canh thìn, canh thìn. Nhưng mà ngày thìn trong thời gian này thì lại bị bị phạm vào sát chủ ngày 11 này này. Đó, vậy nên chúng ta cũng sẽ không dùng Tiếp hai tiếp theo đến ngày thứ hai là ngày Thiên Đức. Thiên Đức nó tại phương Cấn. À, thiên Đức hợp thì nó ở Hợi. Hợi thì chúng ta sẽ có ngày mùng 6 ngày Ất Hợi này, đó là ngày tốt đầu tiên này. Mùng 6 18 nó là ngày Đinh Hợi thì nó phạm ngày Tam Nương chúng ta không dùng. Và cuối cùng là ngày Kỷ Hợi, nó là ngày tốt thứ hai nhá, là ngày 30. Đây 30 Kỷ Hợi là ngày tốt thứ hai. À, tiếp theo đến ngày Nguyệt Đức hợp là những ngày Ất. Nguyệt Đức hợp là những ngày Ất thì những ngày Ất chúng ta sẽ có ngày mùng 6 là ất hợi này, ất hợi tốt này. 16 là ất dậu và ngày 26 là ngày ất mùi. Đó. Ngày có nguyệt đức thì nó là những ngày ngày canh. Ngày canh chúng ta có ngày mùng 1 canh ngọ này, 11 canh thìn này và ngày 21 là canh dần. Như vậy ngày canh dần đây thì sẽ là ngày tốt thứ ba nhé. À, tiếp đến đến ngày nguyệt đức hợp nó là những ngày ất thì chúng ta vừa xem rồi ngày thiên xá là ngày mậu thân ngày mậu thân này nhâm này giáp bính không có ngày mậu thân đúng không? ngày uh, nguyệt ân thì nó sẽ là ngày quý ngày quý thì chúng ta có ngày mùng 4 là quý dậu này ngày 14 là ngày quý mùi và ngày 24 là ngày quý tỵ như vậy là chúng ta có thêm một ngày tốt nữa là ngày tốt thứ tư đó là ngày quý tỵ ngày quý tỵ à, tiếp theo chúng ta có ngày tứ tướng là ngày nhâm và ngày quý thì ngày quý chúng ta chọn rồi này quý tỵ chúng ta chọn rồi đúng không quý tỵ chúng ta chọn rồi quý tỵ nhá hay sao nhá À, còn ngày nhâm, ngày nhâm thì chúng ta có ngày mùng 3 là ngày nhâm thân, 13 là ngày nhâm ngọ và ngày 23 là ngày nhâm thìn. Nó rơi vào những ngày xấu chúng ta không chọn được đúng không? Tiếp đến ngày thời đức là ngày tí. Ngày thời đức ngày tí chúng ta có ngày mùng 7 bính tí này, ngày 29 là ngày mậu tí này. Như vậy ngày mậu tí thì nó sẽ là ngày tốt thứ năm. À, tiếp theo chúng ta có ngày tam hợp. À, cái ngày tam hợp bao gồm ngày tị và ngày sửu. Ngày tị thì chúng ta có ngày là 12 là tân tị này Nó cũng là ngày tốt này Nó đứng vị trí số 6 này Còn ngày 24 quý tị thì chúng ta đã chọn rồi nhé Đó. Còn ngày sử Ngày sửu thì nó phạm vào cái ngày sát chủ Vậy nên chúng ta không dùng Đó và cuối cùng ngày trực khai nó là ngày mùi ngày mùi ấy, thì nó trùng với lại ngày gì thụ tử với lại trùng với ngày sát chủ mùa vậy nên là chúng ta cũng không chọn để làm ngày đổ mái À, quý vị thân mến, như vậy là Tử Thông đã vừa sử dụng cái quyển sách ngày tốt toàn thư tìm ra cho quý vị về những ngày tốt để chúng ta tiến hành công việc đổ mái, đổ trần, dựng cột gác đoàn rông lên xà, cất nóc trong cái tháng 8 âm lịch. Và trong tháng 8 âm lịch chúng ta sẽ có 6 ngày tốt để chúng ta làm việc này, bao gồm những ngày sau. Ngày tốt đầu tiên là ngày mùng 6 là ngày ất hợi. Ngày tốt thứ hai là ngày 30 là ngày kỷ hợi. Ngày tốt thứ ba thì nó là ngày 21 là ngày canh dần. Ngày tốt thứ tư nó là ngày 24 là ngày quý tỵ và ngày tốt thứ năm nó là ngày 19 là ngày mậu tý quý vị nhé. Đó. À, thì quý vị có thể nhìn lên màn hình chép lại chụp lại và chọn ra những cái ngày mà hợp tuổi hợp mệnh với mình để tiến hành mọi việc cho được thuận lợi hanh thông và may mắn. Bên cạnh đó à, quý vị cũng có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại một 34 9119 để thỉnh cái quyển sách ngày tốt toàn thư cũng như là để được tư vấn về những ngày tốt cất đốc đồ mái hoàn toàn miễn phí quý vị nhé à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn